Em xin chào anh chị và các bạn, những khán giả của channel Hùng Xe Hơi. Thì hiện tại em đang có mặt tại Hyundai Bắc Ninh. Trước mặt em đây đó là chiếc Hyundai Creta. Với cái tông màu này thì không biết là anh chị có thể đoán được đây là tông màu của phiên bản nào không ạ? Thì em bật mí luôn, đây là xe Creta phiên bản cao cấp 2 tôn màu, đó là đỏ trần đen. Thì Creta 2 tôn thì nó có đỏ trần đen và trắng trần đen. Thì hôm nay tại trong showroom em sẽ review tổng quan về chiếc Creta có cấp đỏ trần đen này, và cũng như là chính sách giá bán và chương trình khuyến mại và lịch xe của tháng 9, tháng 10 năm 2022. Thì về tổng quan thì kích thước và diện mạo của Creta đã hoàn toàn được thay đổi, với mặt ca lăng được sơn bóng kèm với cụm đèn LED định vị ban ngày giống như là đèn của Tucson và đèn pha cốt dạng LED sương mù và đèn xi nhan. Đèn xi nhan đây là đèn halogen đó. Về tổng quan thì anh chị có thấy là kích thước của Creta hoàn toàn có sự tương đồng với cả Kia Seltos, với chiều dài là 4m315, chiều rộng là 1m790 và chiều cao là 1m660 đó. Thì chiếc đỏ trần đen này thì cho chúng ta cảm giác là chiếc xe nhìn trông thể thao hơn, cá tính hơn, và sẽ luôn làm toát lên cái điểm nổi bật khi anh chị thì vận hành và mình chạy xe trên đường đó. La răng thì vẫn là la răng 17 inch, phay giống như bản đặc biệt và bản cao cấp thường. Về cái nước sơn đen này thì sẽ được sơn từ dưới gương lên trên hẳn trên nóc. Đây anh chị có thể thấy màu đen bóng rất là đẹp, rất là cá tính. Và cái giá thành của tôn 2 tôn này thì chỉ đắt hơn bản 1 tôn là 5 triệu so với giá niêm yết, và giá bán thì loanh quanh khoảng 3 đến 5 triệu thôi. Đó. Em mở công tắc điện, anh chị có thể xem qua được cái đèn ở cốp. Đèn hậu. Rồi, chúng ta có cụm đèn hậu dạng LED hình chữ T này. Nó nhìn từ xa rất là đẹp, rất là nổi bật. Kèm camera lùi. Đó, tích hợp vào màn hình giải trí trung tâm. Có 3 cảm biến lùi chia đều, và đặc biệt là đèn lùi sau thì chỉ có một đèn lùi ở bên này thôi anh chị nhé. Cốp thì vẫn là cốp mở cơ với 2 ti thủy lực cũng khá là to, thể tích cốp rộng. Thế này thì giúp anh chị đi những cái chuyến hành trình có thể mang được rất là nhiều đồ đạc hành lý theo, và loa bâu dĩ nhiên rồi, được trang bị trên phiên bản cao cấp. Số loa là 8 loa. Thì loa bâu giống như đàn anh Tucson thì sẽ cho cái trải nghiệm âm thanh rất là sống động và trung thực. Cùng vào phần khoang nội thất thì chúng ta cũng có loa bâu ở cánh cửa này, kèm những cái nút điều chỉnh ở trên phần tabli cánh cửa. Đó. Phiên bản này thì có gập gương tự động theo xe rồi. À, tất cả được Creta cũng đều có cầm gương tự động theo xe. Vâng, bản cao cấp thì trước mặt anh chị đây là màn hình đa thông tin. Sẽ có một chiếc màn hình đa thông tin có kích thước là 10,25 inch. Rất là sắc nét. Đó, trên này sẽ hiển thị giống hệt kích thước của xe Tucson, đàn anh Tucson và Santa Fe. Trên chiếc vô lăng 4 chấu được sơn bóng kèm những cái phím bấm. Đây, trên bản cao cấp thì đây là cái phím bấm nổi trội. Chú ý mà anh chị chú ý giúp em là đây là cái phím giới hạn tốc độ. Ngay khi mà anh chị cài trên đi trên đường, anh chị chạy, anh chị cài đặt cái mức giới hạn tốc độ ở những cái cung đường, ví dụ cho phép tốc độ tối đa là 50 km, thì anh chị có đạp ga sâu như thế nào thì nó cũng chỉ là chạy 50 km/h thôi, và có thể cài đặt lên 70, 80, 90, đó là tùy cái cung đường và giới hạn tốc độ anh chị muốn.
Đây là cái công nghệ nữa trên bản cao cấp vượt trội trong cả hai bản tiêu chuẩn, và đặc biệt đó là công nghệ hỗ trợ giữ làn đường và chủ động đánh lái khi mà xe 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 bị lệch làn, giữ làn cho chiếc xe khi mà trên trên đường ấy. Có vạch cái đường thì chiếc camera ở trên nóc xe này anh chị này, đó sẽ là nhận diện vạch kẻ đường và chủ động giữ làn. Và những cái phím bấm như là điều khiển bằng giọng nói, rồi tăng giảm âm lượng, đàm thoại rảnh tay. Đèn thì là đây, công nghệ đèn tự động trên Creta cho cả 3 phiên bản tiêu chuẩn, đặc biệt và cao cấp. Gạt mưa thì vẫn chưa được trang bị gạt mưa tự động, vẫn là gạt mưa điều chỉnh. Về phần màn hình giải trí trung tâm, chúng ta có màn hình giải trí lớn giống như cả 3 phiên bản của Creta. Đều là có được trang bị Google Maps này, Navigation, Radio, Media, kết nối Bluetooth, Apple CarPlay và Android Auto. Đèn đổ start stop có trên cả 3 phiên bản. Và điều hòa tự động hai vùng, à em xin lỗi, đây là điều hòa tự động một vùng. Có lọc không khí ion. Đó. Thì tự động thì có trên phiên bản đặc biệt và cao cấp. Ở đây thì chúng ta có hai cổng sạc USB, cổng sạc và một cái cổng cổng tẩu với công suất lớn là 180W với hiệu điện thế là 12V. Trên những cái chiếc xe cao cấp thì chỉ có được trang bị như thế này. Thì chỉ mới có là cái thông gió ghế, nhưng mà ở em xin lỗi là chỉ trên những chiếc xe cao cấp thì mới có cái chức năng thông gió ghế này thôi, nhưng mà ở Creta cao cấp thì đã được trang bị rồi, là làm mát ghế cho hai hàng ghế phía trước. Đó. Cái này có cái tác động rất là nhanh, anh chị chỉ cần bấm cái nút này khoảng 2-3 giây là chúng ta có thể cảm nhận được là gió đã thổi qua cái lưng ghế của anh chị rồi. Đây là cái họa tiết và cái kết cấu của ghế xe bản cao cấp thì nó cũng khác nhiều. Đó là ghế da có lỗ và sẽ có những cái họa tiết nó đẹp hơn một chút so với bản tiêu chuẩn và đặc biệt. Rồi, bên này cũng được trang bị hai kính cửa hai bên là loa bow này. Đấy, đằng sau cũng được trang bị, đằng trước tổng cộng là 8 loa. Cái cần số này cũng vậy, cần số này thì nó giống như là cần số của đàn anh Túc Sơn. Về phần phanh tay cũng được trang bị phanh tay điện tử này, à, rồi phanh tay điện tử và giữ phanh auto hold thì giúp cho anh chị đi cái đèn đỏ ở Việt Nam mình được nhàn hạ hơn. Rồi cùng theo em đến với phần hàng ghế phía sau, đến với phần hàng ghế phía sau. Thì hàng ghế phía sau anh chị có thể quan sát thấy là cái mức độ rộng rãi rất là tốt, có móc khóa trẻ em ISOFIX này giúp cho trẻ nhỏ ngồi sau có được cái điểm ngồi tiện lợi và hoàn toàn là chắc chắn an toàn. Lobo cũng được trang bị ở cánh cửa sau và hộc để chai nước, hộc để đồ rất là tiện lợi. À, đặc biệt là trên cả 3 phiên bản thì cũng được trang bị cửa gió điều hòa ghế phía sau rồi, và tiện lợi phục vụ cho cái việc giải trí của những khách ngồi đằng sau, đó là cổng sạc pin, nó độ ngả ghế phù hợp mà ghế rất là êm. Em đánh giá ghế chất liệu của cái Creta này là rất là êm, ngồi rất là thích. Chúng ta cũng có đèn trần ở đây. Đó. Cái khoảng không gian đằng trước cũng rất là rộng. Creta này có khoảng sáng gầm xe tốt nhất trong những cái xe của nhà Hyundai. Trông em nó bé bé vậy thôi nhưng mà khoảng sáng gầm xe tốt hơn của đàn anh Tucson và Santa Fe. Cụ thể khoảng sáng gầm xe là 20 cm và của Tucson và Santa Fe đâu đó khoảng 19 phẩy mấy, khoảng 19 phẩy mấy cm thôi. Có lẽ em sẽ giới thiệu thêm cái phần động cơ cho anh chị để anh chị nắm được thêm là cái thông số của xe, thông số với động cơ.
Thì đây là chiếc động cơ của Creta nói chung. Thì anh chị có thể thấy là một chiếc cabo, một chiếc nắp cabo này. Đó, của khoang động cơ được gia cố với rất nhiều những cái thanh răng chiêu khoang rất là chắc chắn. Đó, rất là chắc chắn và dày dặn. Cái này thì cũng góp phần là cho khoang động cơ được bảo vệ tốt hơn khi mà có xảy ra va chạm. Cái khoang động cơ với cái thể tích không gian rất là rộng đấy, cho phép thiết kế được nhiều và khoa học những cái phụ tùng ở trong này. Đây là nước rửa kính rồi, đây là những cái que thăm dầu, cái nắp đổ dầu, đây là hộp hút gió, rồi ắc quy, dầu phanh và hệ thống hộp cầu chì. Động cơ của xe thì với dung tích là 1.5, công nghệ vượt trội như đàn anh Santa Fe và Tucson, đó là công nghệ Smart Trim, thì cho anh chị vận hành động cơ cho công suất tối ưu và cái hiệu suất đốt tốt, và cái phát thải khí thải ra môi trường cũng giảm thiểu, cho nên là tạo cái sự vận hành ổn định và bền bỉ cũng như tiết kiệm nhiên liệu. Với công suất của động cơ này đó là 115 mã lực ở vòng tua là 6.300 vòng trên phút, với moment xoắn cực đại là 144 Nm. Thì cho cái tiêu thụ nhiên liệu ở trong đô thị nó rơi vào tầm khoảng hơn 7 lít. Ngoài đô thị là có 5,4 lít và hỗn hợp thì là khoảng 6,3 lít đến 6,5 lít. Đó. Thì anh chị có quan tâm đến dòng xe Creta nói chung và bản cao cấp 1 tông và 2 tông nói riêng thì xin vui lòng liên hệ với cả em Tuyền ở Hyundai Bắc Ninh. Thì về chính sách giá bán thì tất cả các phiên bản đều được bán hạ giá rất là nhiều so với cả 2 đến 3 tháng trước. Ví dụ bản cao cấp mới về bên em khoảng 2 tháng thôi, nhưng mà hiện tại bây giờ chính sách đã giảm hơn so với giá niêm yết rất là nhiều, và cũng được tặng kèm phụ kiện như là phim cách nhiệt này, trải sàn da và bọc vô lăng. Còn bản tiêu chuẩn và bản đặc biệt thì sẽ về giá niêm yết hoặc là có thể bán dưới giá niêm yết, và cũng vẫn là tặng kèm những cái phụ kiện cho anh chị. Thì em Tuyền Hyundai Bắc Ninh xin phép kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn anh chị đã theo dõi, quan tâm và ủng hộ channel Hùng Xe Hơi trong suốt thời gian qua. Em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.